đó. Nam một nữ. Mùi đây nó hạ rơi vào đầu mất. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên trên này. Có một cái nó gần hạ luôn.
anh không rõ đó. Em đến em thử hỏi xem thử. Hỏi cái ông kia. Tám trăm thì tám quá. Ta đi thẳng lên trên cái này nhé. Đây, bây giờ bãi biển nó mở rộng ra phía này. Trước nó nằm ở sâu cách đây gần một cây số. Nhưng bây giờ thì lại chạy ra phía này luôn. Đầu kia rất là đông luôn. Đầu này rất là đông luôn. Và Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây. Bây giờ thời gian này cũng đã là 18 giờ rồi. Minh Toàn tranh thủ Minh Toàn về có chút việc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.